500 ngàn này là dư mua hết đóng vé số này đúng không? Đúng không? Rồi bây giờ con, chú đưa con thêm 500 ngàn này nữa. Đó. Bây giờ con sẽ lấy 500 ngàn nè, con chạy lại con gặp cái cô mà. Đó đó, con nhìn thấy nè, nhìn ha. Cái cô đẹp đẹp đó đó. Con mua hết 500 ngàn tiền bông, nó là tặng lại cho cô, nhớ không? Đó, không cần lấy. Mua tặng lại cho cô có hỏi qua hay là đừng nói của chú, thấy chưa? Dạ. Rồi đi nhanh đi con. Sao con? Con muốn mua hoa. Ờ, con muốn mua hoa gì? Cô có màu gà nè, hoa giấy nè, mâm xôi nè. Dạ, con muốn mua hoa giấy, con mua hết tờ tiền này. Hả? Mua hết tờ 500 ngàn này luôn hả? Trời, mua hết hoa giấy tờ tiền này rồi mẹ có la không? Hay là nếu như con thích bông giấy á thì cô tặng con một chậu nha. Rồi nhà con ở đâu cô mang về cho. Dạ thật ra chú kia á kêu con là mua ủng hộ cô á. Hả? Cô bé. Bé ơi. Bé ơi. Cái vụ này là anh bày ra đúng không? Hả?